For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Hoàng Thùy Linh phát hành phim concert. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thùy Linh ra mắt phim tài liệu ca nhạc Vietnamese ghi lại live show hơn 7.000 khán giả của cô năm 2023. Ca sĩ cho biết, ngoài các tiết mục biểu diễn, tác phẩm ghi lại khoảnh khắc hậu trường của gần 1.000 thành viên trong ekip, phim sẽ được giới thiệu trong năm 2024. Hoàng Thùy Linh chưa công bố hình thức phát hành. Năm 2023, cô tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp, phát hành một loạt MV ca khúc mới, tham gia phim truyền hình. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ là đủ sức để làm nhiều công việc đến thế. Đó là trải nghiệm quý giá để một ca sĩ như tôi nhận ra bản thân có thể làm được với sự đồng hành của mọi người, cô nói. Concert diễn ra tháng 9 năm 2023 với 19 tiết mục tại sân vận động Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thùy Linh làm tổng đạo diễn cùng các cộng sự như DTAP, giám đốc âm nhạc, Hoàng Khun Stelit, Đinh Hà Uyên Thư và Kawai Tuấn Anh hỗ trợ khâu hình ảnh. Ca sĩ chọn tên Vietnamese để thể hiện cảm hứng của chương trình, cội nguồn văn hóa người Việt. Cô kể hành trình tìm tình yêu qua live show với các bản hit như Trưởng Nữ Chạy Trốn, Duyên Âm, Bắt Vía, Hát Cùng Bryce Evans. Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này. Hát Cùng Thanh Bùi. Điểm nhấn của chương trình là màn song ca của cô và rapper Denvo với Miền Đất Hứa nằm ở cuối show. Chương trình được dàn dựng vô cùng quy mô về bối cảnh thời trang theo hơi hướng nhạc kịch Broadway. Có lúc, ca sĩ khuấy động không khí với mô hình đầu sư tử cỡ lớn cùng hàng chục vũ công nhí cầm lồng đèn tái hiện cảnh đêm hội trăng rằm. Hoàng Thùy Linh, 36 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội năm 2007. Sau khi đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô được mời đảm nhận vai Vàng Anh trong phần 2 phim Nhật ký Vàng Anh. Năm 2013, cô đóng chính trong phim Thần Tượng do ông bầu Quang Huy đạo diễn. Năm 2018, cô ra mắt tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng, tổng kết 10 năm ca hát, gây tiếng vang với các bản hit Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Duyên Âm. Cùng trong năm 2023, cô đoạt danh hiệu Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á ở giải Mama tại Hàn Quốc. Thành công của album thứ tư Linh tiếp tục giúp Hoàng Thùy Linh ghi dấu như một trong những tên tuổi đình đám nhất V-pop. Ca khúc thành công nhất album Si Tình tạo cơn sốt dance cover tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia. Cùng với những chia sẻ công bố dự án phim concert dự kiến phát hành trong năm 2024, Hoàng Thùy Linh cũng bộc bạch về những đúc kết của mình khi nhìn lại năm 2023. Nữ ca sĩ nói, một năm thật nhiều thứ để lưu giữ và cũng không ít trăn trở hay khó khăn, nhưng cũng thật hạnh phúc vì được lao động cho chính mình. Thật may mắn nếu như những điều ấy được kết nối và chia sẻ với mọi người, trở thành những thứ mang giá trị cống hiến cho đời sống tinh thần của người Việt Nam chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu. Thử thách luôn tôi luyện Linh mỗi ngày, bản thân mình luôn biết ơn vì điều đó. Quý giá hơn nữa khi gia đình, những đồng đội và những tình cảm yêu thương luôn ở cạnh trong lúc gian nan và cả khi vinh hiển. Đó là một đặc ân và sự may mắn của Linh trong cuộc đời này. Trong năm 2023, Hoàng Thùy Linh liên tục được nhắc đến khi bản siêu hit Si Tình được cover nhiều phiên bản Trung, Nhật, Hàn gây bão trên mạng xã hội. Live show đầu tay của nữ ca sĩ mang tên Vietnamese Concert nhận được đánh giá cao cho ý tưởng độc đáo, tiết mục giản dựng đẹp mắt, vũ đạo, trang phục bắt mắt. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.